Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trình Hương Vị. Và quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đầu bếp Ngọc Thuận. Rất là vui vì ngày hôm nay Thuận được quay lại với chương trình của Hành Trình Hương Vị. Anh Thuận khỏe chứ hả? Mỗi lần đứng vô bếp là anh rất là khỏe. Vậy thì không biết ngày hôm nay anh Thuận sẽ hướng dẫn cho Quang Huy và tất cả quý vị khán giả món ăn nào đây ạ? Trước khi đến đây thì Thuận có thấy tép rong rất là ngon ha. Cho nên là Thuận quyết định mua tép rong đến đây. Tép thì mình thực hiện hai món luôn đi. Hai món? Đúng, hai anh em mình sẽ cùng đi du lịch về miền Tây. Thưởng thức món là tép ung cuốn bánh tráng. Dạ. Món thứ hai là món gỏi tép rong. Đây là những món ăn mà Huy nghĩ không quá xa lạ đối với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là người miền Tây của chúng ta. Mỗi mùa nước nổi về, bên cạnh cái linh hay nhiều loại sản vật khác, thì tép đồng cũng là một sản vật đặc trưng được bà con miền Tây rất mong ngóng. Thịt tép đồng ngọt thanh, chứa nguồn canxi và khoáng chất dồi dào. Chế biến đơn giản thôi cũng đã có vài ba món ngon cho bữa cơm thêm đầm ấm. Bà con miền Tây còn dùng tép trộn gỏi với bông điên điển hay ung cho thơm để cuốn bánh tráng cùng rau đồng thanh mát. Ở miền Tây có rất nhiều món ăn ngon và rất là hấp dẫn và đặc trưng luôn. Ví dụ như bông điên điển là đến mùa nè. Chính xác. Cứ tới cái mùa nước nổi mọi người sẽ thấy rằng là ở dọc bên các cái bờ sông á là bông điên điển nở rộ ra, không chỉ đẹp mắt mà còn là một cái sản vật của thiên nhiên dành tặng cho người dân ở miền Tây Nam Bộ nữa. Rồi thôi bây giờ đây mình bắt tay vô làm. Bây giờ mình làm tép trước đi. Xong mình để ra gỏi thì chúng ta xong chúng ta trộn. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Để dầu sôi thì mình sẽ cho vào đây hành tím băm nè. Nhưng mà tép có nghĩa là sao anh? Từ miền Tây á thì cái chữ nó giống như là mình xào nhẹ và mình để trên lưỡi như vậy nè. Cái nhiệt từ từ lên á. Nhưng mà đặc biệt là riêng con tép này á, khi mình muốn cho nó ngon á, nó không có bị ra nước nhiều thì cái khúc ban đầu vô mình phải để cho lửa thật là lớn. Không có nêm gia vị ngay cái khúc đầu. Mình nêm nhiều thì nó sẽ ra nước nhiều. Lúc mà mình cho tép vào mình để cứ xào. Đúng rồi, cứ để lửa lớn. Dạ. Mình cho tép bắt đầu hơi đỏ ửng lên màu nhẹ ha. Mình sẽ nêm vào đây một nửa muỗng cà phê đường. Một muỗng lưng hạt nêm. Dạ. Một xíu muối. Một xíu muối. Rồi đúng rồi. Rồi mình đảo đều lên. Sau khi mình xào thấy tép bắt đầu săn lại rồi đó, mình mới bắt đầu giảm lửa từ từ. Sau khi mình thấy tép bắt đầu chín mình mới cho nước mắm. Thơm mới là thơm luôn tất cả quý vị. Tính ra món này là em có thể làm được ở nhà nữa cũng đơn giản. Đúng rồi. Nè. Mình đã thấy tép chín rồi. Rồi mình sẽ cho hành lá vào đây, mình sẽ cho vào đây tiêu. Mình có thể sử dụng tiêu đen hoặc tiêu sọ nha. Yeah. Tiêu sọ thì nó thơm hơn. Như vậy là món tép của chúng ta tạm thời ha đã xong. Chút nữa mình sẽ làm nước mắm và cuốn với bánh tráng ha. Anh có chuẩn bị đây là nước nè, nước mắm nè. Dạ. Đường nè, giấm nè, hoặc là chanh. Dạ. Thì công thức đơn giản là 3 nước, 1 đường, 1 mắm. Phân nửa giấm, 1/2 giấm. Đúng, là 1/2 nước chanh. Dạ rồi. Thì mình chỉ cần trộn hết vào. Đúng rồi, trộn hết vào đây. Quậy tan hết thì mình sẽ cho cái phần tỏi này với lại ớt xay này vô ha. Rồi. Rồi. Vậy là xong cái phần nước chấm ha. À. Chanh sẽ bắt đầu làm tép để cho cái phần gỏi. Rồi, mình sẽ cho cái lửa lớn lên. Rồi. Dạ. Là với cái món mà gỏi tép đồng với lại bông điên điển này thì em nghĩ là phải tép giòn thiệt là giòn. Đúng rồi. Đó, thấy con tép chúng ta khô rồi ha. Ok. Lắc nhẹ cho nó xuống dầu. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn nước gỏi, trộn nước làm gỏi. Trộn nước làm gỏi thì anh sử dụng đây là đường, nước mắm, tương ớt. Có tương ớt. Và riêng cái này thì mình sẽ sử dụng tắc. Dạ. Tại vì cái mùi tắc khi làm gỏi nó sẽ thơm hơn. Chúng ta sử dụng chanh. Rồi mình sẽ cho vào nha. Cho vào cái tương ớt đi cho nó dễ trộn. Rồi. Rồi, để anh cắt lên nè. Dạ, xong rồi dắt vô đúng, đúng không? Đúng rồi. Một tắc thì nó khoảng 3 trái đó. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần sốt này lên ha. Dạ. Đó, nó hơi sệt sệt, hơi sệt sệt. Dạ. Mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa đi để làm cái phần gỏi. Giờ Huy lấy cho anh cái phần rau răm thôi.
phát cho anh khúc khúc nghe nè. Đúng rồi. Rồi. Ok. Rồi, ok. Cho hết vào đi. Rồi. Phần hành hành tây lúc nãy anh đã sắc rồi ha. Ừ. Cho vô luôn. Mâm niên điển luôn. Ớt sừng luôn. Ớt này là không cay nha. Vào đây thì giá nè. Dạ. Ok. Rồi, mình sẽ trộn lên. Rồi. Thấy không? Màu sắc rất là đẹp. Ừ. Nó có sự hòa quyện đồng đều giữa các màu với nhau. Mình sẽ cho cái phần tép rong lên đây. Rồi mình sẽ cho phần tép rong lên đây. Coi như là mình đã hoàn thành xong món này. Ừ. Khi nào mình ăn thì mình sẽ rưới cái nước vào. Rưới từ từ lên vừa đủ ăn. Rồi. Bữa ăn mang hương vị mùa nước nổi với gỏi tép điên điển vàng rực bắt mắt cùng tép cuốn bánh tráng thật hấp dẫn. Nếu gỏi tép mang vị chua ngọt nhẹ nhàng thì tép cuốn bánh tráng lại cho người ăn cảm nhận trọn vẹn hương vị ngọt mặn vừa phải của vị tép đồng. Và quý vị khán giả thân mến, hãy cùng chào đón đến với gian bếp của Hành Trình Hương Vị, chị Bích Trâm. Yeah. Hôm nay là Quang Huy rất là vui khi được gặp lại chị Bích Trâm, tại vì á là đây là lần thứ hai chị Bích Trâm đến với gian bếp của Hành Trình Hương Vị rồi. Dạ. Ước gì mình được đến nhiều hơn nữa. Hoài hoài luôn. Để mỗi lần mình được ăn mỗi món khác nhau. Dạ. Còn ngày hôm nay thì anh Thuận sẽ giới thiệu với chị hai món ăn. Món thứ nhất đó là món tép rong của bánh tráng. Món thứ hai thì mình sẽ là cũng là tép rong nhưng mình sẽ trộn với lại gỏi bông điên điển là chủ đạo. Đây chính là hai món mà anh Thuận đã tự tay hướng dẫn cho Quang Huy cũng như quý vị khán giả. Và bây giờ thì mình còn chần chờ gì nữa, mình mời ngay chị Bích Trâm thưởng thức nha. Rồi rồi, bây giờ anh Thuận trước mắt thì mình chủ nhà mình hướng dẫn mình đi. Mình sẽ trộn cái phần gỏi đi ha. Dạ, bước gỏi đi. Rồi, ok, gỏi thì mình trộn vừa thôi, vừa ăn thôi. Huy, em thấy không? Dạ. Chị thấy là khi mà nước mắm đổ vô thì nó thấm mà nó mượt hết luôn những cái món ăn trên đĩa. Chính xác. Trong ở nhà nó nấu ăn thường xuyên lắm nè. Ôi. Hơi bị ngon nha. Nó thơm mà nó thơm từ lúc mà em làm tới lúc mà bây giờ mình thưởng thức nó vẫn còn có mùi thơm và càng dậy vị hơn đó tất cả quý vị khán giả. Mà cái nước mắm của anh Thuận làm nó chua chua nhưng mà cảm giác như là không phải là mùi giấm, còn cái chua chua này nó thơm, thơm kiểu như trái tắc phải không anh Thuận? Đúng rồi, rồi, ôi ôi. Mình cho miếng tép vô, tép vô. Đó. Cho nhiều vô. Đó. Rồi, nước chấm này thì đa số người Tây ai cũng biết làm nước chấm này rất là đơn giản luôn ha. Mình sử dụng nước nè, đường nè, nước mắm với lại giấm. Ngon quá. Với lại có một điều nữa là cái nước chấm này giống như anh Thuận nói là nó có chút xíu độ chua chua nè, nó có chút xíu ngọt ngọt, chút xíu cay cay. Tất cả mọi thứ tạo nên một cái cuốn Huy nghĩ rằng là rất tuyệt vời. Và quý vị khán giả có thể lưu ý những cái bí kíp mà anh Thuận đã hướng dẫn cho mọi người ngày hôm nay để thực hiện món ăn này ngay tại nhà của mình không quá khó khăn, đúng không ạ? Hôm nay là quá chất lượng với em với là chị Trâm rồi. Chị Trâm thấy như thế nào? Căng bụng quá. Nơ nê quá. Dạ. Rất là hấp dẫn. Với hai món là gỏi tép bông điên điển với lại tép cuốn bánh tráng thì rất là vừa khẩu vị và sở thích của Trâm luôn. Dạ. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quang Huy và những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 19:40 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy, chị Bích Trâm và anh Ngọc Thuận xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu có dịp đến với vùng biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, du khách không thể bỏ qua món gỏi sò lông. Đây được xem là đặc sản của vùng đất này. Món ăn này được chế biến như thế nào và có hương vị ra sao? Mời quý vị khán giả tìm câu trả lời cùng với đầu bếp Vũ Nguyễn và MC Quang Huy trong chương trình Hành Trình Hương Vị, phát sóng vào lúc 19:40 chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.